tiêu diệt mọi thế lực cho tôi kể cả những người có mặt ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy bất cứ một ai tề mặc mở miệng bằng một giọng lạnh lẽo không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào hắn vừa đặt chân đến đông nam á có kẻ dám tặng hắn liền hai món quà hắn phải trả lại chúng gấp đôi vâng ạ à, hoàng ưng lập tức trả lời nếu không nay không có ly tâm bọn họ và gia chủ chắc gì còn sống sót dù những người tham gia hội nghị hôm nay không có liên quan hay không họ đều đáng chết là đại ca trong giới xã hội đen đông nam á mà để xảy ra sơ suất lớn như vậy họ sống cũng vô dụng chiếc xe sang trọng phóng nhanh trên đường phố rời khỏi khu vực trung tâm hướng về khu vực ngoại ô thành phố ôi toàn thân nhức mỏi quá ly tâm nhíu mày rồi mở mắt lúc nãy cô nghĩ ngợi một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết Tên tề mặc đáng chết không biết ném cô vào xó nào mà toàn thân như bị một vật nặng đè xuống, vô cùng đau nhức. Tên này đúng là đồ keo kiệt, suỵt. Một ngón tay đưa lên môi làm động tác ra hiệu im lặng, khiến ly tâm vừa tỉnh giấc giật bắn mình. Cô nhướng mày về phía Hoàng ưng đứng bên ngoài xe ô tô quay người nhìn cô. Hắn ra hiệu Ly Tâm đừng lên tiếng, đưa ánh mắt kỳ lạ về phía sau lưng cô rồi lập tức quay đi chỗ khác, Ly Tâm mở to mắt, người vẫn giữ nguyên tư thế. Cô liếc nhìn vật nặng trên vai mình. Trời ạ, à, hóa ra Tề Mặc tựa vào vai cô nhắm mắt ngủ. Lúc này vẫn có thể ngủ được, Ly Tâm không khỏi khâm phục Tề Mặc làm lão đại thoải mái thật đấy, thảo nào cô có cảm giác bị một vật nặng đè chĩu vai hóa ra tề mặc coi cô như chiếc gối ngủ mặc dù hắn chỉ dựa đầu vào vai cô nhưng lực đè không phải nhẹ ly tâm bất giác thu lại ánh mắt ở tư thế này không dễ quan sát cô chỉ sợ tiếp tục nhìn hắn nước mắt sẽ chảy ra ly tâm đưa mắt ra ngoài cửa xe thấy xe đỗ trước cổng một ngôi biệt thự xung quanh đứng đầy hộ vệ Hồng Ưng và một người đàn ông lạ mặt đứng ở bên trái và bên phải cửa xe, quay lưng lại chiếc xe. Ly Tâm chửi thầm trong lòng, khoa trương quá đi. Mỗi việc Tề Mặc chợp mắt mà có bao nhiêu người canh chừng, đúng là lão đại có khác, vai đau, lưng mỏi, bụng đói. Ly Tâm nhẫn nhịn đúng 10 phút, cô chuẩn bị quay sang đánh thức Tề Mặc liền thấy hắn ngẩng đầu đôi mắt hắn không hề tỏ ra vừa ngủ say mà vô cùng tỉnh táo ly tâm cau mày anh giả vờ ngủ nói xong cô bất giác á khẩu tề mặc giả bộ ngủ dù là chuyện vô lý cũng thành có lý lão đại hoàng ưng thấy tề mặc mở mắt liền quay đầu cung kính tề mặc quan sát ly tâm đang nhan nhó xoa bóp vai hắn cúi đầu hỏi đói rồi à ly tâm hơi sững người nhìn gương mặt vô cảm của tề mặc Hắn hỏi câu đó không phải kỳ lạ ở mức bình thường. Tuy nhiên, hiện thực chiến thắng tất cả, bụng đói là bụng đói, chuyện gì cũng dễ nói. Cô liền gật đầu tuôn một chàng, cải trắng xào giấm, gan ngỗng rán, sườn xào chua ngọt, vịt om tương, canh phỉ thúy, vừa dứt lời, ly tâm cảm thấy mình coi như xong. Tề lão đại sẽ nghe lời cô sao? Mặc kệ, cô cũng chẳng đòi hỏi nữa, cho ăn gì thì ăn nấy, nhưng mà tề lão đại đã nói muốn ăn cơm đâu nhỉ ly tâm đột nhiên cảm thấy rất tủi thân cô chỉ ăn trộm một miếng ngọc thôi mà có đáng không hai người ngồi vào bàn ăn đầu bếp như có phép thuật chỉ vài phút sau dọn lên tất cả các món ly tâm yêu cầu ly tâm chỉ cần ngửi thôi cũng biết các món ăn này có hương vị rất chuẩn phần thưởng ngày hôm nay ly tâm quay sang nhìn tề mặc đang ăn bít tết Cô bất giác tối sầm mặt, cứu mạng hắn chỉ đổi có một bữa cơm thôi sao? Ly Tâm chề môi, rẻ quá, Tề Mặc liền đưa ánh mắt lạnh lẽo về phía cô. Ly Tâm lập tức cúi đầu không dám nhìn Tề Mặc. Cô nhanh chóng cầm đũa gấp thức ăn lia lịa. Ăn thì ăn, có phần thưởng dù sao vẫn hơn không có. Kiểu gì cô cũng không thể nói lại hắn, không thể cãi lại hắn, đánh nhau càng không người nào lâm vào hoàn cảnh này chắc cũng chỉ còn cách cúi đầu cả bữa ăn không ai nói với ai một câu nào tề mặc vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị về phần ly tâm trước các món ăn ngon cô bất chấp tất cả anh nghiêm nghị là việc của anh tôi ăn cơm vui vẻ là chuyện của tôi vì vậy không khí trên bàn ăn vô cùng quái dị một đầu là tiết trời băng giá của tháng chạp một đầu là tiết xuân tháng ba ấm áp căng da bụng trùng da mắt sau khi trải qua một ngày kích thích nhất trong cuộc đời ly tâm rất tự giác xin tề mặc cho cô về phòng đi ngủ tắm rửa sạch sẽ đi khi một chiếc khăn tắm bay đến ly tâm theo phản xạ giơ tay ra bắt cô đứng ở cửa cau mày nhìn tề mặc đang ở trong phòng chuyện này là thế nào chẳng phải họ bảo căn phòng này là của cô hay sao tại sao tề mặc lại xuất hiện ở đây tề lão đại đây là phòng của tôi trừng mắt nhìn tề mặc một hồi thấy hắn không có ý bỏ đi ly tâm đành mở miệng nhắc nhở tề mặc vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không nói một lời nào hắn bước tới nắm lấy cổ áo ly tâm, lôi sành sạch đến cửa nhà tắm rồi ném cô vào trong, ở trong nhà tắm, ly tâm không hề hối hận là cô không dãy rủa Bởi vì ly tâm biết chống cự tề mặc sẽ có hậu quả hết sức nghiêm trọng. Có điều, bây giờ hắn muốn gì, ly tâm nghĩ mãi cũng không hiểu rõ ý định của tề mặc. Cô tắm vội tắm vàng rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài tề mặc đang ngồi tựa vào thành giường cất giọng lạnh lẽo lại đây ly tâm nhìn thẳng vào tề mặc tề lão đại tôi chỉ nhận lời làm người hầu của anh chứ không nhận lời làm công cụ ấm giường của anh không cần biết tề mặc có ý gì chỉ nhìn bộ dạng của hắn cũng có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra ly tâm tỏ thái độ nghiêm túc chưa từng có tề mặc cất giọng trầm trầm tôi không bao giờ nói lại lần thứ hai mặc dù ánh mắt của tề mặc không lộ rõ sát khí nhưng người đối diện không khỏi toát mồ hôi lạnh trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng đó niềm kiêu hãnh từ trong xương tủy ly tâm đột nhiên bộc phát cô có thể chấp nhận làm đầy tớ vì dù sao mình cũng là kẻ yếu thế nhưng làm công cụ ấm giường hắn đừng có mơ nghĩ đến đây ly tâm chẳng còn kiêng nể ai hết nếu tề lão đại muốn sử dụng căn phòng này tôi sẽ đổi sang chỗ khác anh muốn mỹ nhân ấm giường tôi sẽ đi thông báo cho hồng ưng xin cáo từ ly tâm vừa nói vừa lùi bước rồi quay người đi ra ngoài cô to gan thật một giọng nói đầy tức giận vang bên tai ly tâm cô còn chưa kịp phản ứng cổ cô bị một lực kéo mạnh và quăng về phía sau cả người ly tâm bay đi nằm sõng xoài lên chiếc giường lớn vừa bị ném lên giường ly tâm cảm thấy đầu óc choáng váng cổ cô tuy mới chỉ bị siết chặt trong một vài giây nhưng đau tới tận xương tủy hơi thở dường như bị chặn đứng khi cơ thể vừa chạm xuống giường ly tâm liền há miệng hít thở không khí trong lành vẫn chưa kịp hít hơi thứ hai một thân hình cao lớn đột ngột đè xuống người ly tâm khiến cô cảm thấy lồng ngực bị đè mạnh đến nỗi ép hết khí ra ngoài ly tâm cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt đã bóp chặt lấy cổ cô chân tay ly tâm ra sức dẫy rụa theo phản xạ, dưới thân hình như núi Thái Sơn đó, ly tâm vốn không thể nào chống cự, trong cơn dẫy rụa, hai tay ly tâm bị tề mặc nhét sau lưng cô. Hai chân cô bị một đùi của tề mặc đè chặt, một tay tề mặc giữ chán ly tâm. Hắn nhìn ly tâm bằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay còn lại siết cổ ly tâm dần dần tăng lực, ly tâm đột nhiên cảm thấy không khí trong lồng ngực cô chỉ có ra không vào đối diện với đôi mắt lạnh lẽo dị thường ở phía trên ly tâm cắn chặt môi nhất quyết không cầu xin hắn ly tâm bình thường là người tự do tùy ý nhưng không phải thế nào cũng xong ý chí quật cường không chịu khuất phục từ cốt cách của cô bây giờ mới thật sự bộc lộ rõ ăn nói tử tế với cô thì còn có thể thương lượng giờ trò bạo lực có chết cô cũng không khuất phục tề mặc lạnh lùng nhìn gương mặt quật cường của ly tâm bị hắn bóp chết đến nơi cô vẫn không khóc lóc không hoảng loạn không sợ hãi chỉ có tia bất phục trong ánh mắt hắn hơi nhếch miệng bàn tay đang bóp cổ ly tâm càng siết mạnh hơn ly tâm đột nhiên cảm thấy cổ họng đau như dao cắt hơi thở tắc nghẽn gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng bừng cô há to miệng nhưng không thể kêu lên một tiếng không khí trong lồng ngực cô ngày càng cạn kiệt ý thức ngày càng mơ hồ tề mặc cúi nhìn gương mặt tím tái của người phụ nữ bên dưới trong lúc hạ thủ hắn đã có tính toán sẵn hắn biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực liệu có đẩy con người đến chỗ chết hay không hắn thấy ly tâm tuy mở to miệng nhưng vẫn không có ý cầu xin hắn dù bây giờ cô biết rõ bản thân không còn cách danh giới cái chết bao xa nhưng cô vẫn không chịu khuất phục. Rất nhiều thuộc hạ của hắn dù là đàn ông cũng không làm được điều này. Khóe miệng Tề Mặc để lộ nụ cười hiếm hoi. Hắn từ từ buông lỏng bàn tay trên cổ Ly Tâm, cổ họng đã thông nhưng Ly Tâm không còn chút sức lực dưới thân Tề Mặc. Cô thở hổn hển một cách khó nhọc. Nhìn vẻ mặt vô cảm của Tề Mặc, trong lòng Ly Tâm biết rõ, cô vừa trở về từ Quỷ Môn Quan. Vừa rồi, cô đã thực sự tới gần ranh giới sống chết, Tề Mặc cất giọng đanh thép, "Cô không có tư cách ngã giá với tôi. Việc tôi bảo cô làm, cô phải tuân thủ." Ly Tâm vẫn còn thở, hổn hển, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Cô định mở miệng đáp lời Tề Mặc, mới phát hiện cổ họng cô khản đặc, không thể phát ra tiếng nói vừa rồi tề mặc đúng là muốn lấy mạng cô nên không hề nương tay hành động của hắn khiến cổ họng cô bị tổn thương nặng nề tề mặc thấy ly tâm yếu ớt trong lòng hắn nhưng thần sắc rất cương quyết bộ dạng cô toát ra vẻ cương và nhu kết hợp khiến người khác có cảm giác chói sáng từ đáy mắt tề mặc lóe lên một tia khác thường hắn từ từ mở miệng có cốt khí vừa nói hắn vừa nằm nghiêng người xuống bên cạnh ly tâm giơ cánh tay dài ôm ly tâm vào lòng ly tâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, nghe tề mặc nói chuyện nhưng cô chỉ thở hổn hển, không trả lời hắn cũng không kháng cự hành động của hắn, tề mặc ôm chặt ly tâm, xương cứng là rất tốt, nhưng nếu áp dụng với tôi thì cô đã tìm nhầm đối tượng, một lúc sau, tề mặc cúi đầu nhìn ly tâm, tôi không chấp nhận sự cự tuyệt, cô đừng dở trò với tôi. Từ trước đến nay, tôi không có khái niệm đàn ông và đàn bà, chỉ có sự phân biệt địch ta. Nếu cô là người của tôi thì tốt nhất nên nhớ điều đó. Tôi chưa bao giờ nương tay với phụ nữ. Tôi cũng tuyệt đối không thương hại kẻ yếu. Muốn ở bên cạnh tôi thì thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải biết nghe lời. Như vậy, cô mới có thể sống lâu hơn, nghe rõ chưa? Giọng nói lạnh lùng của tề mặc sen lẫn sự bá đạo không thể xem nhẹ, ly tâm lúc này mới bắt đầu tỉnh lại nghe những lời nói ngông cuồng và ngạo mạn của tề mặc cô bất giác cau mày cất giọng thều thào tôi không có bản lĩnh cũng chẳng nghe lời chỉ ăn cắp một miếng ngọc bội của anh thôi mà nó đáng giá bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh bất nhiều tại sao anh bắt tôi làm người hầu của anh tôi không tin là anh thiếu người nghe giọng nói khàn khàn của ly tâm lại nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cô tề mặc liền đưa tay vuốt nhẹ trên vết thương Cảm nhận được sự né tránh của ly tâm, tề mặc hơi nhíu mày, hắn giữ chặt gáy ly tâm, không cho cô động đậy. Một bàn tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, thứ cô ăn cắp là thanh danh của tề ra, thứ cô động vào là tiếng tăm của tề ra. Cô có đền nổi không, ly tâm á khẩu. Nếu sớm biết miếng ngọc đó là của tề ra thì dù có trả giá cao bao nhiêu, dù đại nhân đích danh chỉ tên cô, ly tâm cũng nhất quyết từ chối ai mà chẳng biết tề mặc sẽ không bao giờ tha cho kẻ dám động đến người và đồ vật của hắn dù có phải tốn công tốn sức đuổi bắt kẻ đó đến tận chân trời góc bể ly tâm không có khả năng giấu thân nên đời nào dám ăn trộm đồ của hắn thấy ly tâm không thốt nên lời tề mặc tiếp tục vuốt ve vết thương trên cổ cô hắn cất giọng lạnh lùng nếu không phải tài nghệ lái xe của cô cũng tạm được có ích cho chuyến đi đến đông nam á của tôi lần này thì dù cô có muốn đứng sau lưng tôi muốn tôi tha mạng cô cũng không có tư cách ly tâm thấy trong câu nói của tề mặc có ý uy hiếp không không phải là sự uy hiếp mà là lẽ đương nhiên cô liền cất giọng khản đặc anh muốn nâng cao cơ hội sống sót của anh tề mặc liền bật cười ha hả vỗ vỗ lên mặt ly tâm tôi thích người thông minh đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi tha cho cô ly tâm cắn môi thầm nghĩ thế lực của tề ra bao trùm cả châu âu châu mỹ ở những khu vực đó họ là bá chủ còn miếng thịt đông nam á trước đây do các thế lực khác tranh đoạt mảnh đất này tuy màu mỡ nhưng đông kẻ nhòm ngó muốn thống trị không phải là chuyện dễ dàng tề mặc vừa đoạt được miếng thịt béo bở này tề ra dù thế lực lớn đến mấy đông nam á đối với họ cũng là vùng đất mới nên sẽ chịu thiệt không ít đây là lý do tề mặc phải đích thân đến đông nam á cũng có thể thấy tề mặc đã có nghiên cứu kỹ về khu vực hỗn loạn này hắn mới đặt chân đến đây đã bị tấn công hai lần đông nam á quả nhiên là khu vực tề ra không thể xem thường việc chọn người lái xe chuyên nghiệp hạng nhất như vua tốc độ trong thế giới ngầm làm tài xế của hắn sẽ nâng cao tỷ lệ thoát chết của tề mặc trong những cuộc đột kích bất ngờ sau khi hiểu ra mọi chuyện ly tâm không khỏi nhăn mặt nhíu mày thấy ánh mắt ly tâm lóe lên một tia châm biếm tề mặc liền trà mạnh vết thương của ly tâm cô đang miệt thị tôi Ly Tâm khép hờ mi mắt, anh, tề mặc, chấm GIA chủ của tề ra vẫn cần chạy trốn, nghe câu nói châm biếm của Ly Tâm, tề mặc liền kéo Ly Tâm lại gần, cánh mạnh vào vết thương trên cổ cô. Hắn cắn đau đến mức Ly Tâm hét lên, nhưng cô không thể chống cự nên đành để mặc hắn nghiến ngấu, một lúc sau, tề mặc mới bỏ ra. Nhìn cổ Ly Tâm dớm máu, hắn nói lạnh lùng, lơi là cảnh giác chính là bắt đầu của sự diệt vong. Đối với giới xã hội đen hở một chút là đòi lấy mạng, đừng có nói làm lão đại có thể sống lâu hơn người khác, nhiều lúc còn gặp nguy hiểm hơn. Người không sống trong giới hắc đạo như Ly Tâm không thể hình dung nổi, Ly Tâm thấy ánh mắt của Tề Mặc đầy vẻ sát khí, nhưng không phải nhằm vào cô. Vết thương đau đớn trên cổ nhắc nhở cô, người đàn ông trước mặt là dã thú. Đạo đức, lý lẽ, pháp luật không thể trói buộc hắn hắn có thể làm mọi việc hắn muốn. Nghĩ đến đây, Ly Tâm cắn môi, anh không sợ tôi bán đứng anh, nghe Ly Tâm nói vậy, tề mặc nhếch mép cười. Hắn đưa tay lau vết máu do chính hắn tạo ra trên cổ Ly Tâm, cô có bản lĩnh đó, thấy bộ dạng tự cao tự đại của tề mặc, Ly Tâm từ từ nhắm mắt. Chọc tức giã thú là một hành động ngu xuẩn, bây giờ cô phải chọn cách nín nhịn, Ly Tâm vừa nhắm nghiền mắt, tề mặc liền gật đầu hài lòng hắn nhẹ nhàng kéo ly tâm vào lòng nếu cô ngoan ngoãn có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện tha mạng tùy tâm ly tâm giật mình định nhổm dậy nhưng bị tề mặc giữ chặt cô chỉ có thể vùi đầu vào cổ hắn ly tâm trong lòng hoảng loạn tay cô giữ chặt thắt lưng tề mặc đáng chết thật sao cô không nghĩ đến chuyện cô bị bắt người của tổ chức ăn trộm cũng sẽ gặp rắc rối tùy tâm lại là cộng sự của cô trong vụ ăn trộm miếng ngọc nếu bị tề ra bắt được sẽ xảy ra chuyện lớn bản thân cô có thể giữ mạng sống là vì tề mặc cần dùng đến cô đổi lại là tùy tâm sẽ rất nguy hiểm ly tâm bất giác chửi thầm trong lòng anh tha cho chị ấy tôi sẽ nghe theo lời anh ly tâm bị giữ chặt gáy không thể ngóc đầu dậy đành phải gối lên cổ tề mặc trên đời này cô không có người thân tùy tâm là người duy nhất cô lo lắng và nhớ nhung sự tồn tại của tùy tâm còn hơn cả người thân đó là màu sắc duy nhất trong cuộc đời cô hồi lâu cũng không thấy tề mặc lên tiếng bàn tay hắn siết chặt eo ly tâm chặt đến mức khiến cô tức thở ly tâm lập tức hiểu ra đây là hành động tề mặc ngầm báo cho cô biết cô không có tư cách đặt điều kiện với hắn ly tâm nghiến răng nói khẽ tôi sẽ nghe theo lời anh xin anh đừng gây khó dễ cho chị ấy tay tề mặc mới từ từ thả lỏng eo ly tâm cô do dự một lúc rồi đặt tay lên thắt lưng hắn nửa tiếng trôi qua ly tâm thấy tề mặc không có bất cứ phản ứng gì hắn vẫn ôm chặt cô thế là thế nào hắn đã ngầm chấp nhận lời cầu xin của cô ly tâm bất giác ngẩng đầu nhìn mặt tề mặc cô vừa hơi động đậy tề mặc liền cau mày dùng sức ôm chặt cô hơn ngủ đi ly tâm lại nằm im không dám động đậy một đêm mất ngủ ly tâm mở trừng trừng mắt nằm trong lòng tề mặc đến lúc gần sáng cô phát hiện trong khi ngủ tề mặc không buông vòng tay ôm cô có lúc hắn lăn đi lăn lại chẳng khác nào ôm một chiếc gối ngủ Mặc dù không thể hiểu nổi hành động của Tề Mặc, nhưng đến lúc gà gáy, Ly Tâm bỏ lại tất cả sự nghi hoặc và lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, phòng ngủ chính vang lên một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự. "Dậy đi, Ly Tâm đang ngủ say xưa, không cần biết ai đó có hài lòng hay không." Cô vùi mặt vào trong gối ngủ tiếp cả đêm qua cô bị đôi cánh tay cứng như thép của tề mặc ôm chặt không thể động đậy nổi mãi đến gần sáng mới chợp mắt một tí bây giờ cô đang ngon giấc ai dám đánh thức cô sẽ giết hắn bỏ tay ra cánh tay đột nhiên đau nhức ly tâm đành phải mở mắt một cách bất mãn cổ tay đau quá như sắp gãy đến nơi khiến cô tỉnh táo ngay lập tức ly tâm nhướng mắt đối diện với đôi mắt vô cảm của tề mặc cô bất giác chớp chớp mắt nhìn xuống cổ tay đau của mình ly tâm mới phát hiện hóa ra nó đang bị tề mặc bóp chặt thảo nào đau thế ly tâm giật mình khi thấy một cánh tay cô đang ôm cổ tề mặc như thể tối qua cô ôm tề mặc đi ngủ ly tâm động đậy người chuyện xảy ra tối qua hiện rõ mồn một trong trí óc cô ly tâm liền thả tay xuống mắt vẫn không rời khỏi tề mặc lão đại chuyện ngày hôm qua đã điều tra rõ rồi lão đại lúc nào xem xét ạ à? hồng ưng từ ngoài cửa hỏi vọng vào hắn nghe thấy bên trong có tiếng nói mới dám mở miệng xin chỉ thị tề mặc nhíu mày chú toàn quyền xử lý vâng thưa lão đại theo lịch trình đã định hôm nay chúng ta sẽ đi lý trang lão đại lúc nào mới xuất phát ạ à? hồng ưng hỏi một cách dứt khoát anh ta không hỏi liệu có phải vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà lịch trình hôm nay bị hủy bỏ hay không? Anh ta hỏi thẳng bao giờ xuất phát, chứng tỏ anh ta hiểu rõ tính của tề mặc và tin tưởng thực lực của tề ra, tề mặc giơ tay nhìn đồng hồ, trả lời ngắn gọn, 20 phút sau. Tiếng bước chân của hồng ưng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Nhân lúc đó, Ly Tâm đi vào nhà tắm, nhìn gương mặt tiểu tụy và vết bầm tím trên cổ mình, Ly Tâm bất giác nhíu mày. Cô vỗ nước lạnh lên mặt rồi liếc nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên cây cối trong khu biệt thự cách đó không xa. Ly Tâm cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt nước trong bồn. Sớm muộn dì cô cũng sẽ rời khỏi chỗ này chắc chắn là vậy lại đây ly tâm vừa từ phòng tắm ra ngoài thấy tề mặc ngồi trên giường tóc hắn ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống hắn không mặc đồ trên người chỉ cuộn một chiếc khăn tắm bên cạnh hắn đặt đống quần áo là lượt phẳng phiu ly tâm liền bước đến cầm chiếc khăn mặt lau đầu cho tề mặc cả đời này cô chẳng học thứ gì cho ra hồn chỉ việc quan sát nét mặt là học rất nhanh ly tâm vừa đặt tay lên đầu tề mặc hắn theo phản xạ định tung nắm đấm về phía cô nhưng ngay sau đó tề mặc liền thả lỏng bàn tay bao nhiêu năm được người khác hầu hạ thậm chí mặc quần áo cho hắn nhưng không người nào dám động đến phần đầu của hắn vì đây là nơi nhạy cảm nhất Đầu là bộ phận yếu ớt nhất của tề mặc, không chịu nổi bất cứ sự tấn công nào, lúc này, bàn tay ly tâm dịu dàng xoa nhẹ nhẹ trên đầu tề mặc. Hắn vốn có thể chất nhạy cảm trời sinh, nhưng sau khi ôm cô ngủ qua một đêm, hắn đã mất đi sự cảnh giác với cô. Tề mặc không cảm thấy sự nguy hiểm từ ly tâm nên hắn mới mặc nhận hành động này của cô ly tâm không hề biết hành động rất bình thường của cô suýt nữa khiến cô gặp nguy hiểm sau khi lau khô tóc cho tề mặc ly tâm cầm lấy bộ quần áo ở bên cạnh cô hơi nhíu mày gỡ chiếc khăn tắm duy nhất trên người hắn thân thể người đàn ông hiện ra khiến ly tâm đỏ bừng mặt trong giây lát từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy một người đàn ông không mặc quần áo tề mặc không hề có phản ứng hắn đứng dậy chờ ly tâm mặc đồ cho hắn ly tâm cố giữ bình tĩnh mặc theo thứ tự từ áo đến quần lên người tề mặc cô liếc nhìn thân hình rắn chắc và làn da màu mật ong của tề mặc người hắn xuất hiện rất nhiều vết sẹo có vết thương trắng trắng tròn tròn lại có vết sẹo là một đường dài trên ngực trên đùi hắn ly tâm bất giác cau mày cô tưởng tề mặc sinh ra đã ngồi lên vị trí lão đại xem ra vị trí cao nhất không dễ dàng như cô nghĩ những vết sẹo này nói cho cô biết hắn từng có một quá khứ như thế nào sau khi hoàn tất việc mặc đồ tề mặc không nói một câu cũng không tỏ bất cứ thái độ gì hắn lập tức rời khỏi phòng ly tâm chỉnh đốn lại quần áo của mình rồi theo hắn ra ngoài từ hôm nay trở đi nhiệm vụ quan trọng của cô không phải tìm cách bỏ trốn mà làm thế nào để tìm ra tung tích của tùy tâm hy vọng tề mặc thả người còn khó hơn mong trời mưa đỏ ấy chứ cô sao vậy hồng ưng đứng ở góc rẽ đột nhiên lên tiếng làm ly tâm giật bắn mình ly tâm ngẩng đầu nhìn hồng ưng cô sờ lên cổ cất giọng vô cảm anh không biết nhìn hồng ưng đã sớm phát hiện ra vết bầm tím và vết răng trên cổ ly tâm anh ta ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bình thản của ly tâm ánh mắt cô bình thản đến mức kỳ lạ khiến người khác không thể đoán ra suy nghĩ chân thực của cô đây là một điều đáng sợ một người luôn tỏa sáng như ly tâm đột nhiên hết phát sáng nhất định không phải là chuyện tốt đẹp ly tâm chỉ liếc qua hồng ưng mà không hề dừng bước trên đời này cô ghét nhất bị người khác uy hiếp và dắt mũi với tề mặc cô chẳng còn cách nào khác về phần hồng ưng cô chẳng cần phải lấy lòng anh ta tâm trạng của cô bây giờ khá tệ nên hồng ưng đừng mong cô nói chuyện tử tế với anh ta lão đại bị mất ngủ thường ngủ không ngon giấc nhưng khi ôm cô lão đại lại có thể nghỉ ngơi rất tốt hồng ưng cất giọng nói trầm thấp từ phía sau khiến ly tâm dừng bước quay đầu ngay lập tức hồng ưng chậm rãi mở miệng cô đừng phản kháng lão đại cũng đừng có ý định bỏ đi lão đại không bao giờ để người của anh ấy chịu thiệt nhưng nếu cô muốn trở thành kẻ thù đây không phải là lời uy hiếp mà tôi muốn nhắc nhở cô cái chết không phải là tận cùng chắc cô hiểu ý tôi rồi chứ ly tâm nhíu mày nói lạnh lùng anh định uy hiếp tôi hồng ưng lắc đầu cô nên biết đây không phải là lời uy hiếp lão đài rất nhạy cảm với hơi thở con người vậy mà hơi thở của cô có thể khiến lão đài cảm thấy an tâm cảnh tượng trên ô tô ngày hôm qua khiến anh ta vô cùng kinh ngạc bao nhiêu năm nay hồng ưng chưa từng thấy tề mặc gần gũi ai đến mấy thuộc hạ thân tín nhất cũng không lại gần hắn trong phạm vi một mét vậy mà ly tâm có thể ở trong lòng hắn yên lành hai người lại ngủ chung suốt một đêm qua chuyện này bọn họ có thể xác định ly tâm đúng là có khả năng giúp tề mặc ổn định tinh thần nghe hồng ưng nói vậy ly tâm bất giác nhăn mặt thảo nào đêm qua tề mặc chỉ ôm cô ngủ mà không có bất cứ hành động nào khác hóa ra hắn thật sự coi cô là gối ôm của hắn nghĩ đến đây sự phẫn nộ của ly tâm đối với tề mặc giảm đi chút ít việc hắn xem cô như gối ôm và thuốc ngủ cũng chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng gì cô hãy cứ ở lại đây đi chỉ cần cô còn ở bên cạnh lão đại một ngày lam bang và tổ chức ăn trộm chẳng thể làm gì cô hơn nữa dù cô có muốn hay không bây giờ cô đã dính đến tề ra rồi giới hắc đạo ở Đông Nam Á đều biết, lão đại gần đây xuất hiện một người đàn bà bên cạnh, dù trước khi anh ấy nổi tiếng không bao giờ gần gũi nữ sắc. Nếu không có sự bao bọc của lão đại, cô sẽ có kết cục như thế nào chắc cô cũng biết. Động đến người của lão đại sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Ở bên lão đại là nơi an toàn nhất của cô bây giờ chỉ cần cô không làm trái ý lão đại cô sẽ sống rất tốt hồng ưng chăm chú nhìn ly tâm những lời nói vừa rồi vượt qua phạm vi chức trách của anh ta nếu không phải quá bất ngờ về chuyện ly tâm có thể giúp tề mặc ngủ ngon giấc anh ta cũng sẽ không nói những lời này với cô lời khuyên này là cực hạn những điều anh ta có thể nói ra ly tâm thấy hồng ưng khuyên nhủ xong lập tức quay người bỏ đi cô bất giác bĩu môi không ngờ hồng ưng lại nói với cô những lời này xem ra anh ta đã coi cô là người đàn bà của tề mặc ly tâm sờ vết răng cắn trên cổ mình rồi đi về phía nhà ăn họ muốn hiểu nhầm thế nào cũng được cô chỉ còn hai phút thôi đấy hoàng ưng bước ra từ phòng chính cau mày khi thấy ly tâm đi về phía nhà ăn ly tâm sững lại sao thế Tôi vẫn còn chưa ăn sáng, Hoàng ưng sờ khẩu súng loại hình mới nhất trên tay, dắt vào thắt lưng rồi đi ra ngoài, lời của lão đại là mệnh lệnh. Nếu cô không muốn nghe thì đơn giản thôi. Anh ta vừa nói vừa quay người, giơ ngón tay nhắm bắn về phía ly tâm. Sau đó, anh ta nở nụ cười ngạo màn rồi bước đi, ly tâm chửi thầm trong lòng, tên tề mặc này lắm quy tắc quy định thế không biết cô giơ tay nhìn đồng hồ vẫn còn một phút bốn mươi giây mắt ly tâm đảo quanh rồi cô chạy như bay về phía nhà bếp nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp hoàng ưng liền quay đầu anh ta trợn mắt nhìn theo bóng ly tâm lẽ nào cô nàng dám chống lại mệnh lệnh của lão đại hai chiếc xe hammer và hai chiếc cadillac đỗ thành hàng ở cổng biệt thự mọi người đều có mặt đầy đủ tề mặc cũng đã ngồi yên vị trên xe chỉ còn thiếu đúng một người đó là siêu trộm ly tâm lái xe riêng kiêm đầy tớ kiêm gối ôm của tề mặc cô ta làm gì vậy không biết bao nhiêu người đợi một mình cô ta hồng ưng tỏ ra không hài lòng hoàng ưng liếc tề mặc qua gương chiếu hậu anh ta thấy hắn tựa vào ghế xe, gương mặt vô cảm, không một tia tức giận cũng không ôn hòa, nhưng vẫn toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng Ưng trầm mặc một lúc, vẫn còn 10 giây, Hoàng Ưng vừa dứt lời, một cơn lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài, mang theo Ly Tâm. Ly Tâm chạy nhanh như tia chớp, trong 3 giây cuối cùng, cô lên xe, ngồi vào vị trí, nổ máy rồi lên tiếng, chúng ta đi đâu, Hoàng ưng bất giác nhíu mày, cô nàng này căn thời gian chuẩn thật. Anh ta liền thò tay ra ngoài cửa vẫy chiếc xe dẫn đường đỗ phía trước. Chiếc xe từ từ lăn bánh, ly tâm liền bám theo, cô vừa làm gì vậy? Tề mặc bây giờ mới mở miệng. Ly tâm vừa lái xe vừa dơ đồ ăn sáng lên vẫy vẫy, tề mặc lập tức cau mày hoàng ưng ngồi bên cạnh ly tâm thấy tề mặc không nói gì anh ta không giấu nổi sự hiếu kỳ cô căn thời gian rất chuẩn xác ly tâm vừa lái xe vừa ngoạm đồ ăn và cất giọng khàn khàn đừng quên tôi từng làm nghề gì